Mấy cái dễ em làm đi, mấy cái khó để chị làm cho nha. Hello, có phải cô Chiêu của công ty Cửu Lê không ạ? Quá trời ơi, mấy cô làm em cái kiểu gì trời, kỳ cục gì em? Hèn qué qué là tệ đi đâu. Bây giờ tôi đang ở công ty của mấy cô nè. Bây giờ mấy cô lên đi làm ra cô ra qua cho tôi bốc phét công ty mấy cô bây giờ á. Em thấy chị gơ cười quá trời luôn. Mấy chị, hồi sáng giờ có cô nào lên công ty mình bóc phốt không? Không có ai hết em ơi. Lẹ gì vậy? Chị là sao ta? Không có sao hết, thôi đi về làm việc đi em. Đi về làm việc đi nha. Làm việc đi, tới rồi thì làm đi. Rồi, về chỗ làm đi. Trời ơi, hay quá chị ơi. Thôi bây giờ chị ăn gì em cúng nè. Dòng nguyệt quế em. Dòng nguyệt quế có liền. Đêm núi hồ lên bì à, chúng ta lên đường vượt đèo lối sông. Đêm núi hồ lên bì à, chúng ta lên đường vượt bao gian nan. Đường lên với vinh hoàng, đường lên với hy vọng. Một công nguyệt quế chơi thì chiến thắng. Làm đi mấy mẹ, tới giờ rồi. Đi làm đi em. Đang em vui. Đi trễ như là ba em la đó, đi về đi. Làm việc đi em. Làm việc đi. Nghiêm túc đi mọi người, tào lao quá rồi đó. Có cô nào lên công ty mình bóc phốt không? Không có ai hết em ơi. Lẹ gì vậy? Chị là sao ta? Không có sao hết, thôi đi về làm việc đi em. Đi về làm việc đi nha. Làm việc đi, tới rồi thì làm đi. Rồi, về chỗ.